Top 12 lô đồng hồ Nhật cũ giá buôn tốt nhất ship tận tay bạn, đồng hồ Nhật là một trong những món phụ kiện được yêu thích và ưa chuộng không chỉ đối với người Nhật mà còn trên toàn thế giới trong đó có người Việt. Đồng hồ Nhật Bản được biết đến qua những thương hiệu nổi tiếng của Nhật với chất lượng tốt cùng mẫu mã thiết kế đẹp do vậy mà giá thành khá cao so với những thương hiệu đồng hồ khác. Không phải ai cũng có thể sở hữu những chiếc đồng hồ mới chuẩn Nhật do vậy nhiều người tìm đến những mẫu đồng hồ Nhật cũ Chất lượng của đồng hồ cũ là tương đương với đồng hồ mới nhưng mức giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, đã có không ít ông chủ, cô chủ nhỏ giàu lên nhanh chóng nhờ buôn bán đồng hồ Nhật. Vậy nhập lô đồng hồ cũ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé nói đến đồng hồ nhật nội địa cũ thì không còn xa lạ gì với chúng ta đúng không ạ à? những con đồng hồ cũ hàng hiệu mang những thương hiệu nổi tiếng như seiko orion casio citizen omega op luôn được mọi người săn đón không chỉ khách hàng tại nhật mà còn cả các nước khác và ở việt nam thì việc mua đồng hồ cũ của nhật rất phổ biến hiện nay và những con đồng hồ cũ này thường được bày bán trên trang thương mại điện tử như trang yahoo của nhật ở đây các bạn có thể mua được những con đồng hồ cũ hàng hiệu xịn sò với giá cả hợp lý và thường thì phải mua qua hình thức đấu giá chấm tuy nhiên cũng có một số có thể mua luôn tức là không qua hình thức đấu giá, bạn muốn kinh doanh sinh ra siêu lợi nhuận. Hãy kinh doanh đồng hồ Nhật Bãi nguồn hàng lấy trực tiếp từ Nhật. Những sản phẩm đồng hồ Nhật Bãi có đầy đủ các thương hiệu từ cao cấp đến bình dân. Dù hàng hai đi nhưng mông má lên một chút thì vẫn y như hàng mới, thu hút khách mua hàng, shop Nhật Việt lại quay trở lại phục vụ tất cả quý vị khách hàng đây shop đã order bán buôn xỉ lẻ đồng hồ nhật bãi ship từ nhật về việt nam nhiều năm nay trên toàn quốc rồi nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về uy tín cũng như chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng sản phẩm bạn có thể nhập đồng hồ nhật bãi mức giá cực tốt tại các trang thương mại điện tử lớn của nhật bản như amazon Yahoo Audition, bạn chỉ cần thông báo cho shop Nhật Việt đường dẫn, link URL sản phẩm, số lượng của đơn hàng, nhân viên chúng tôi sẽ tiến hành tìm mua mặt hàng, báo giá đến quý khách sau đó đóng gói và vận chuyển về Việt Nam một cách an toàn, nhanh chóng nhất, chắc hẳn sẽ có nhiều người chưa hiểu lắm về dịch vụ này. Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm trong quá trình giao dịch bạn chỉ trả tiền giá trị đơn hàng phí vận chuyển. Phí vận chuyển là loại phí mà bất kỳ người mua hàng nào cũng cần phải trả, dù là mua hàng trong hay ngoài nước. Tuy nhiên, ở mỗi địa chỉ giao dịch sẽ có mức phí khác nhau. Còn ở shop Nhật Việt phí vận chuyển luôn ở mức có lợi cho khách hàng, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn chúng tôi. Shop Nhật Việt là địa chỉ nhận order mua hộ hàng Nhật uy tín, giúp khách hàng đặt hành nhanh chóng trên các website của Nhật giúp khách hàng khâu mua hàng thanh toán vận chuyển hàng từ nhật về việt nam thanh toán hàng nhanh chóng hỗ trợ tư vấn tìm kiếm các nguồn hàng uy tín cho khách hàng khách hàng có thể mua hàng nhanh chóng nhờ sự chuyên nghiệp chúng tôi với phí dịch vụ hợp lý nhất thị trường tiết kiệm chi phí tối đa cho bạn quy trình đơn giản thời gian giao nhận hàng nhanh chóng